Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 23 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đại biểu Quốc hội Quảng Nam thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tỉnh Đồng Tháp ủng hộ đồng bào Quảng Nam khắc phục hậu quả của các đợt thiên tai mưa bão vừa qua. Vấn đề quan tâm tuần này có phóng sự, khó khăn hạn chế và một số đề xuất kiến nghị về quy hoạch phát triển đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, theo chương trình làm việc của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội Quảng Nam đã thảo luận tại tổ với đại biểu các đoàn Yên Bái, Hòa Bình và Đồng Tháp về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia thảo luận, đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự đồng hành chủ động, linh hoạt và giám sát chặt chẽ hiệu quả của Quốc hội, sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Qua đó, kinh tế xã hội của Việt Nam đạt nhiều kết quả khởi sắc trên tất cả lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đại biểu Lê Văn Dũng cũng nêu nhiều khó khăn trong đời sống xã hội ở địa phương. Việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi, biên giới, vùng căn cứ cách mạng chưa tương xứng, người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, cán bộ công chức cấp xã và miền núi không yên tâm công tác tuyển dụng cán bộ cho miền núi gặp rất nhiều khó khăn. Ở một miền núi hiện nay đó là chế độ chính sách đó, còn ngày thì còn hẹp lại, cho nên là người ta không muốn làm việc ở miền núi. Ví dụ như tuyển dụng viên chức ở miền núi đó thì báo cáo với các chỉ là hiện nay không có mặn mòa, không ai lên miền núi, bởi vì chế độ chính sách còn ngày còn thu hẹp lại, người ta không được hưởng gì. Hơn nữa là những cái xã ở miền núi mà xã nào mà được công nhận nông thôn mới thì gần như có cái chế độ chính sách đều không được hưởng. Vì vậy cho nên là không ai muốn vào miền núi, cho nên thu cán bộ về miền núi rất là khó. Còn cái người mà ở tại chỗ, người dân tộc thiểu số tại chỗ, nếu thi công chức thi ngon bằng như nhà thì không ai đậu vào hết cả. Mặc dù mình có chế độ ưu tiên, chính vì vậy cho nên người tại chỗ ở miền núi là thi không đổ, thi công chức không đổ. Thì người kinh lên thì người ta không yên tâm công tác. Vì vậy cho nên có thể nói là cán bộ cấp xã và cán bộ miền núi thì nó gặp vô vàn khó khăn. Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Dương Văn Phước, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng báo cáo GDP tăng nhưng tình hình đời sống của bộ phận người dân chưa được cải thiện nhiều. GDP tăng thì nó phản ánh một cái bức tranh xã hội đi kèm. Thế nó là cái đời sống xã hội thì nó có những cái thay đổi. Rồi đất nước thì chúng ta cũng có những bước phát triển nhất định. Nhưng mà tôi lại quan tâm vấn đề sâu hơn, đó là cái đời sống của người dân chưa được cải thiện nhiều. Khu vực nông thôn, rồi vấn đề công nhân trong các nhà máy, khu công nghiệp, vừa qua cái dịch bệnh nó phản ánh. Nhiều người là không đủ để tồn tại trong một tháng. Rồi các nhiều cái thành phần yếu thế khác trong xã hội. Mặc dù có sự quan tâm nhưng mà tôi thấy đời sống vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Người cao tuổi cũng là một cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi xã hội phát triển thì vấn đề này chúng ta cũng phải đặt một vấn đề. Cũng tại phiên thảo luận tổ cho ý kiến về tổng kết thực hiện nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cũng tán thành việc tiếp tục kéo dài thực hiện nghị quyết. Tuy nhiên, chính phủ cần đưa ra được những đề xuất chính sách để áp dụng ổn định sau thời gian thí điểm, cân nhắc về thời gian kéo dài đảm bảo hợp lý. Chiều qua tại thành phố Tam Kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 1 tỷ đồng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp ủng hộ đồng bào Quảng Nam nhằm khắc phục hậu quả của các đợt thiên tai mưa bão vừa qua. Thay mặt đoàn và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã gửi lời thăm hỏi động viên và chia sẻ tới đồng bào tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, đồng thời mong muốn nhân dân Quảng Nam sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống. Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã cảm ơn sâu sắc đến sự chia sẻ, giúp đỡ ân tình của cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với bà con, nhân dân tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại trong đợt mưa bão vừa qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết,
sẽ kịp thời phân bổ số tiền hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp đến bà con nhân dân bị thiệt hại trong đợt mưa bão trong thời gian sớm nhất, để bà con sớm ổn định lại cuộc sống sản xuất. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, các đợt mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Cụ thể, mưa bão đã làm chết 2 người, 131 người bị thương, 31 nhà ở của dân bị sập hoàn toàn, 459 nhà ở của dân bị hư hỏng trên 70%. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Xích vừa tổ chức kỷ niệm và tổng kết 15 năm liên kết sản xuất với các hợp tác xã, các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tỉnh Quảng Nam là địa phương có diện tích sản xuất giống cũng như số hợp tác xã liên kết nhiều nhất khu vực. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Xích miền Trung Tây Nguyên duy trì liên kết với nhiều hợp tác xã của 13 tỉnh thành trong khu vực. Tổng diện tích sản xuất ổn định gần 2.000 hectare. Sản lượng giống thương mại đạt 9.000 tấn một năm, tạo ra giá trị tăng thêm cho ngành trồng trọt các địa phương trong chuỗi liên kết gần 22 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Nam, công ty liên kết với 15 hợp tác xã, sản xuất 1.700 hectare, mỗi năm thu mua 850 tấn và cung ứng hơn 1.000 tấn, đáp ứng tốt nhu cầu về lúa giống phục vụ nhu cầu của nông dân các địa phương. Hàng năm công ty cũng cung ứng trước cho nông dân trên 150 tấn giống gốc để phục vụ sản xuất, cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hộ sản xuất thực hiện chăm sóc, tham gia xây dựng các cánh đồng mẫu, cánh đồng kỹ thuật, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, đã tạo ra những cánh đồng thu nhập cao, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài giống lúa thuần, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Xích miền Trung Tây Nguyên tiếp tục phát triển sản xuất hạt lúa lai F1 và hạt giống ngô lai F1, giống ngô nếp, từ đó tạo ra hiệu quả kinh tế tăng gấp 3 đến 4 lần mỗi đơn vị diện tích và góp phần giải quyết bài toán đầu ra cho cây màu trên vùng đất khó. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Xích miền Trung Tây Nguyên thực hiện trên 110 mô hình khảo nghiệm trên diện giống lúa mới tại các địa phương, tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyển giao kiến thức mới trong sản xuất cho nông dân. Sản xuất kinh doanh phát triển, công ty tích cực tham gia các công tác xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ thiên tai. Đến nay, công ty đã hỗ trợ hơn 600 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và tặng suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, các trường hợp khó khăn đột xuất. Sau thời gian dài vận động, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn nhóm trẻ tư thục thành phố Tam Kỳ. Đây là tổ chức nghiệp đoàn đầu tiên trong năm 2022 được thành lập và là nghiệp đoàn thí điểm về tập hợp những người lao động tự do thuộc các ngành nghề trên địa bàn của thành phố vào tổ chức công đoàn. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ công bố quyết định kết nạp 333 đoàn viên vào nghiệp đoàn nhóm trẻ tư thục thành phố Tam Kỳ và công bố quyết định công nhận ban chấp hành lâm thời nghiệp đoàn nhóm trẻ tư thục thành phố Tam Kỳ gồm 9 đồng chí. Việc phát triển đoàn viên và thành lập nghiệp đoàn gồm những người lao động tự do theo ngành nghề trên địa bàn thành phố, góp phần phát huy chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của những người lao động, để họ an tâm hơn trong công việc hàng ngày của mình, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc, đồng thời tạo sự đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, phân đường Nghĩa Dũng Karate Do Quảng Nam tổ chức khai mạc giải karate tranh cúp Nghĩa Dũng Karate Do Quảng Nam mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Tham gia giải năm nay có trên 300 vận động viên đến từ 27 câu lạc bộ trên địa bàn 6 tỉnh, gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và chủ nhà Quảng Nam. Các vận động viên tham gia tranh chấp 47 bộ huy chương ở hai nội dung biểu diễn và đối kháng. Giải được tổ chức nhằm phát triển phong trào luyện tập karate trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng và trong khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung, đồng thời cũng là dịp để kiểm tra đánh giá trình độ kỹ thuật, chiến thuật của các vận động viên, từ đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc đi thi đấu ở các giải cấp quốc gia. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, nông dân huyện Tiên Phước đã cần cù sáng tạo, đầu tư phát triển sản xuất đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số hộ nghèo ngày càng giảm, hộ khá giàu tăng lên đáng kể. Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông Huỳnh Bửu Chương, thôn 3, xã Tiên An đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp vườn rừng, chăn nuôi, dịch vụ cơ sở gỗ, vận tải hàng hóa, tạo nguồn thu đa dạng ổn định. Riêng khu vườn đồi, ông Chương trồng 200 chói tiêu, 200 cây lồng vong, hàng trăm cây cao, gió, hơn 100 cây sầu riêng, măng cụt và 200 cây chuối cấy mô, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi 7 con bò, 5 con heo nái, tạo con giống tại chỗ, phát triển chăn nuôi heo thịt.
mô hình đem lại cho gia đình ông Trương nguồn lợi nhuận hơn 100 triệu đồng mỗi năm, là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Cái nguyện vọng của tôi thì cũng muốn, chứ cũng thích làm vườn. Cho nên là thấy rồi là tôi cũng theo cái đề án 03 là tôi cũng làm đến ngày nay, thì coi như là thấy cây cối lên thì cũng phát triển thì tôi cũng mừng và cũng được. Thì nói chung là cái hiệu quả của cái mô hình đó thì thấy còn ngà thì cứ làm thêm lên, mà cây cối thì cũng lên phát triển, nhưng mà cũng mới đây thì cũng chưa có chi mà mình phải là thu hoạch được nhiều, nhưng mà thấy cây cối phát triển xanh tươi thì tôi cũng mừng. Giai đoạn 2017-2022, toàn huyện Tiên Phước có hơn 13.400 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp xã gần 10.000 lượt hộ, cấp huyện hơn 3.100 lượt hộ, cấp tỉnh 447 lượt hộ và cấp trung ương 16 lượt hộ, tăng 17% so với giai đoạn trước. Cùng với đó, trong 5 năm qua, nông dân toàn huyện đã vận động đóng góp hơn 1 tỷ đồng và hàng trăm ngày công giúp hội viên khó khăn về vốn, con, cây, giống, xây dựng nhà ở, thăm hỏi tặng quà lúc khó khăn hoạn nạn, giúp 248 hộ thoát nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ này, huyện ủy đã ban hành nhiều cái nghị quyết, ủy ban dân huyện đã ban hành cái đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025, đã tạo động lực kích thích nông dân tập trung mạnh dạn phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Và cũng trong giai đoạn này, nhiều cái mô hình tổ hợp tác xã ra đời, nhiều sản phẩm ô cốp mang đặc trưng của địa phương đạt cái tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, đã góp phần vào giúp cho nông dân đưa cái sản phẩm nông nghiệp của địa phương ra cái thị trường bên ngoài. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp hội nông dân huyện Tiên Phước tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng phát triển vững mạnh. Thưa quý vị, quy hoạch đô thị là một trong những công cụ quản lý và định hướng phát triển đô thị đối với các thành phố, thị xã, thị trấn và đô thị mới, nhằm hình thành hệ thống các không gian kiến trúc, cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương. Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng công tác lập, thực hiện và quản lý quy hoạch phát triển đô thị ở tỉnh ta còn không ít khó khăn, hạn chế, cần có cơ chế chính sách để phát triển đô thị bền vững. So với vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, tỉnh Quảng Nam có tỷ lệ đô thị hóa còn khiêm tốn, đạt 26,3%, chỉ đứng trên Quảng Ngãi. Trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa của Quảng Nam chỉ khoảng 1,66%. Tỷ lệ đô thị hóa có sự chênh lệch lớn giữa vùng Đông và vùng Tây, trong khi tỷ lệ đô thị hóa vùng Đông đạt 31,77%, tập trung ở địa bàn Hội An và Tam Kỳ, thì vùng Tây chỉ đạt 13,34%, và còn ba huyện chưa có thị trấn là Nam Trà My, Nông Sơn và Tây Giang. Công tác phối hợp giữa các sở ban ngành với địa phương có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác quản lý quy hoạch còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất thiếu thống nhất, tiêu chí phân loại đất khác nhau, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Cái nguồn của trung ương rồi của tỉnh chủ yếu là đầu tư vào các xã nông thôn mới, xã chủ nông thôn mới và các xã khó khăn. Đối với thị trấn hiện nay thì không được hỗ trợ từ nguồn này. Và bên cạnh đó, cái nhu cầu để mà xây dựng và phát triển đô thị tại các huyện miền núi thì nhu cầu rất cao. Nguồn vốn đầu tư về hạ tầng kỹ thuật thì chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật xã hội đô thị chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập. Nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển đô thị, nhất là hệ thống hạ tầng khôn. Tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa xảy ra ở một số nơi như Tam Kỳ, Hội An, đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc. Hệ thống hạ tầng công cộng xã hội khác như quảng trường, công viên cây xanh, khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, khu vui chơi trẻ em còn thiếu, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Một số khu dân cư hiện hữu chưa được lồng ghép với dự án khu đô thị mới liền kề để đầu tư chỉnh trang, dẫn đến những bất cập thiếu đồng bộ, nhất là lệch cốt, gây khó khăn trong việc thoát nước. Công tác quản lý thì nó sẽ từ trung ương xuống địa phương và
thì nó cần thiếu cái tính kết nối, là thứ nhất là do cái nguồn vốn. Đấy, nguồn vốn về các cái phát triển mà của Trung ương giao cho tỉnh Quảng Nam, cái gì mà tỉnh Quảng Nam đầu tư được hoặc là cái gì phân xuống các huyện và thành phố, thì dẫn đến là cái khả năng đấu nối, ví dụ về giao thông chẳng hạn, khi đường cao tốc xong rồi mà đường gom hay đường đấu nối chưa xong, hoặc là khi hệ thống thoát nước trong cấp vùng chưa xong, thì các cái đấu nối xong nó sẽ mang tính chất ngập cục bộ hoặc tắc cục bộ. Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã có nghị quyết về công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, cân đối nguồn lực, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan và các địa phương tiếp tục có cơ chế chính sách, tăng cường nguồn lực, khuyến khích đầu tư để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý, quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Trong thời gian đấy, tôi nghĩ rằng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cần có cái chính sách mạnh mẽ hơn nữa, rồi đồng thời cũng có những cái biện pháp khuyến khích, đồng thời cũng phải có cái chế tài để mà nâng cao chất lượng, thu hút đầu tư, thực hiện tốt hơn nữa cái đó, quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, rồi kết nối với quy hoạch phát triển du lịch, dịch vụ, cũng như quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của tỉnh nhà trong thời gian đến. Quy hoạch phát triển đô thị có vai trò rất quan trọng, đưa ra các định hướng, dự báo phát triển trong tương lai, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển theo đúng định hướng, hài hòa lợi ích kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư. Các cấp các ngành địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan và cả người dân vào cuộc nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong thời gian đến, góp phần để đô thị phát triển bền vững tương xứng với vùng đất Quảng Nam trên chặng đường mới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Phần còn lại là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.